Đây đây là hoàn cảnh của em Quyên. Em Quyên là hồi nhỏ lớn là cái chân có tật dòm kiềng mà đi bán vé số, rồi hôm trận dịch thì Quyên bị thoát vị đĩa đệm rồi không có đi bệnh viện được á, cho nên là bây giờ là bị nhiều nhiều cái nữa, rồi bây giờ bị thận nữa hả? Em bị thổi thận, rồi bị tiểu đường, rồi bị hở van tim 2 lá 3 lá. Rồi. Rồi hôm nay là ngày 7 tây tháng 2 năm 2024. Thì Phương Linh Mỹ Tho xin đại diện đây là 10 kg gạo của em Tâm, Tâm Loan, em Tâm Loan cà phê ở cầu Bắc Mới á, ở bây giờ là Dương Quốc Trái Cây ha, ở vườn 6. Trao cho em 10 kg gạo. Rồi đây là 500.000 này. 500.000 này là của nhóm Mỹ Tho xưa giờ nay. Em Quỳnh Chí Hiếu đăng bài thì trao 500.000 này là cái chương trình của nồi thịt kho ngày Tết ha. Cảm ơn Quỳnh Chí Hiếu, cảm ơn nhóm Mỹ Tho xưa giờ nay rất là nhiều. Đây Quyên ghi nhận 500.000 nha. Dạ, rồi hơi Linh cảm ơn bên hội thiện nguyện của Quỳnh Chí Hiếu. Đây là hoàn cảnh này, Hiếu chở đi bệnh viện thường xuyên. Hôm nay Linh đi thì có bé An ha, có em Mỹ An. Quyên thì nhà ở hẻm Chùa Chà, hẻm Chùa Chà phường 2. Cái hoàn cảnh của Quyên thì rất là tội nghiệp hả? Nếu mà nhận được trợ duyên tiếp theo thì Linh sẽ trở lại. Rồi cảm ơn Quý Mạnh Thường Quân. Rồi chúc em năm mới thật nhiều sức khỏe nha. Rồi bye bye.